Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán kính giả đang quay trở lại với chuyên mục audio truyền dài kỳ trên kênh youtube Chị Dọ. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong chương trình phát sóng kỳ này, Thu Quỳnh và ekip của Đình tụng Voi sẽ gửi đến cho quý vị tập 13 của bộ truyện Cố chấp yêu người được viết bởi tác giả Trang Bù Bi. Ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe thì quý vị cũng đừng quên một thao tác rất đơn giản. Đó chính là những like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. bước ra đến sảnh bệnh viện Tôi gặp Vũ đang từ ngoài bước vào Chắc có lẽ anh đã nhận được tin bố anh nằm viện Cả người tôi khường lại Chúng tôi chỉ cách nhau vài bước chân Nhưng cảm giác như cách trăm sông nghìn đuối Không thể tiến lại gần Ánh mắt giao nhau chỉ vài giây ngắn ngủi thôi Nhưng lại ngỡ như từ kiếp này sang kiếp khác Cuối cùng chúng tôi lạnh lùng bước qua nhau Khoảnh khắc đó tìm tôi như ngừng đập Ánh nắng nhẹ chiếu xuống trên con đường cũng không thể xua đi được cái giá lạnh của mùa đông Mà thực ra thì lòng tôi lúc này còn lạnh hơn cả thời tiết mùa đông Không biết tôi đã lang thang trên con đường đó bao nhiêu lâu mới trở về đến nhà Khi tôi về đến nhà thì cái Nga cũng vừa đi làm về Hai đứa nấu cơm ăn uống, tắm giặt xong thì cũng đã 9 giờ tối Hai đứa đang nằm tâm sự thị trường gọi đến Anh cho tôi nói chuyện với bông Trộn vía là bông được mẹ anh chăm sóc rất tốt con bé lại rất vui vẻ Nên tôi cũng yên tâm Sau đó tôi dục cây Nga tắt điện thoại Ấy thế mà đêm đó Lại là một đêm tôi thức trắng Rõ ràng cơ thể tôi mệt mỏi đến mức Cảm giác kỳ quệ lắm Nhưng chẳng thể nào thiếp đi được Đôi mắt trơn trơn Nhìn lên trần nhà tối ôm Đến sáng hôm sau tôi dậy sớm Đi chợ nấu cháo mang vào bệnh viện cho mẹ Mỗi ngày tôi chỉ được vào thăm mẹ một lúc Nhưng cơm nước có thể gửi cho mẹ ba bữa Có hôm gặp anh công an trực dễ tính Thì tôi sẽ được ở bên mẹ lâu hơn Cứ như thế đến ngày thứ tư Sáng hôm đó tôi mang cơm vào cho mẹ Thì mới được biết mẹ tôi đã phải quay lại phòng giam cách đây 15 phút Mà khi mẹ quay lại phòng giam Là tôi xác định sẽ không được thăm nô mẹ nữa Lòng tôi quặn thắt lại Sau mấy hôm Tâm trạng cũng đã khá đi Tôi cũng dần chấp nhận được sự thật. Tôi tự nhủ, bây giờ có cố gắng trốn tránh cũng không giải quyết được gì, bắt buộc phải mạnh mẽ đối mặt thôi. Nghĩ đến công việc ở công ty, nhiều cái còn dang dở mà tôi cũng không thể quay trở lại nơi đó để làm việc, nên tôi quyết định đến công ty làm thủ tục thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động. Tôi bắt xe buýt đến công ty. Vừa thấy tôi, bà Lan trưởng phòng liền nói: Suốt nửa tháng nghỉ việc Cô không thèm nói tôi một câu Bây giờ còn đến công ty làm gì Tôi đến để xin thôi việc Cô ta biểu môi Ánh mắt như kiểu là tôi đã hết chỗ chống lưng Giờ bị nghĩ là đúng Tôi không thèm quan tâm đến ánh mắt của cô ta Lấy trong túi sách ra tờ đơn xin thôi việc Đưa cho cô ta Cô ta liền nói Đưa cái này cho tôi làm gì Đây là đơn xin nghỉ việc của tôi cái này cô phải trực tiếp nộp thẳng cho tổng giám đốc Vì cô đang là phó phòng Chứ có phải nhân viên bình thường đâu Nhìn về hướng cửa phòng vũ Trái tim tôi như bị bóp ngạn Tôi không muốn gặp lại anh Không muốn đối diện với anh Không muốn nhìn thấy mặt anh Tôi nài nỉ cô ta nộp đơn giúp mình Nhưng kết quả là không được Cuối cùng vẫn phải là tôi trực tiếp đến Đứng trước cửa cánh phòng im liềm Tôi chần chừ giơ tay lên không trung định gõ cửa mấy lần mới dám gõ thật sau ba tiếng gõ giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên vào đi vũ ngồi ở bàn làm việc thấy tôi bước vào anh cũng không ngẩng đầu lên nhìn tôi tôi hít một hơi thật sâu rồi mới đi đến trước mặt anh tôi để lá đường trên bàn lạnh lùng nói tôi đến để nộp đơn xin thôi việc anh ta chăm chú nhìn vào màn hình máy tính qua một lát mới hướng ánh mắt nhìn đến lá đơn của tôi rồi cuối cùng ngước mắt lên nhìn tôi anh hỏi nghĩ kỹ chưa tôi dứt khoát trả lời tôi đã suy nghĩ kỹ được tôi duyệt đơn xin thôi việc của cô tiền lương sẽ có kế toán chuyển thẳng vào tài khoản của cô lẽ ra là cô vi phạm hợp đồng lao động nên không được nhận khoản lương này nhưng mà cao minh vũ tôi không muốn nợ ai đặc biệt là nợ một người như cô Cổ hồng tôi tràn ngập vị chua xót. Anh không muốn nợ một người như tôi Nhưng mà anh đâu có biết Anh đã nợ tôi một trái tim Trái tim tôi đã chết vì anh Đã ngừng đập vì anh Đã không thể yêu ai khác Cũng chính vì anh Tôi cười khổ đáp Cảm ơn Tổng Giám Đốc Anh thật là sòng phẳng Tôi cố gắng nhấn mạnh Hai từ sòng phẳng Rồi quay mặt bước đi Tôi cảm giác như ánh mắt của vụ ở phía sau dán chặt lên bóng lưng tôi cho tới khi khuất hẳn. Thời gian lại trôi qua, mẹ tôi vẫn ở trong phòng tạm giam để điều tra củng cố hồ sơ. Tôi nghe nói bố dưỡng của tôi đã được Vũ cho ra nước ngoài điều trị bệnh. Tôi nghĩ ông đi như vậy một phần cũng là để tĩnh tâm. Sau ngần ấy chuyện khiến ông sốc. Ông đi rồi, tôi hy vọng mà tôi cố gắng duy trì thắp suốt thời gian qua cũng đã phục tách. Tôi không thể cứu mẹ, cũng không ai cứu nổi mẹ tôi. Tôi biết, tội lỗi mẹ từng gây ra, đến ông trời còn phẫn nộ. Đời này có luật nhân quả báo ứng, con người làm chuyện gì đều không thể qua mắt được ông trời. Những gì mẹ đang trải qua chính là trả nghiệp tội lỗi mẹ tôi từng làm. Nhưng phần làm con, cứ nghĩ đến hàng ngày mẹ đau đớn trong tủ, nửa năm cuối của cuộc đời, không thể nhìn thấy ánh sáng tự do Lòng tôi lại quặn thắt Hôm ấy tôi lại nhận được tin Mẹ tôi bị ngất trong vòng giam Nhưng lần này chỉ có bác sĩ đến thăm khám Chứ mẹ tôi không được chuyển đến bệnh viện nữa Tôi biết Ngày tháng của mẹ tôi càng lúc càng ngắn Có khi mẹ không thể chờ đợi đến Ngày mở phiên tòa Vì vậy bất kể dùng cách gì Tôi cũng sẽ giúp mẹ được sống Những tháng ngày cuối đời bên ngoài thế giới mà người giúp tôi thực hiện ước mơ đó bây giờ chỉ có thể là vũ bởi vậy tối đó tôi đã nhắn tin hẹn gặp anh đã từng nghĩ đến đủ loại tình huống để cầu xin anh tha cho mẹ tôi chỉ là không ngờ anh càng ngày càng lạnh lùng tuyệt tình hơn trước kết quả không được như ý ngược lại còn bị anh tàn sát trái tim một cách tàn nhẫn chỉ bằng một ánh mắt chỉ bằng một lời nói anh đã thực sự khiến tôi chết tâm Nghĩ đến đây, tôi bị cơn đau trong tim làm cho bừng tỉnh. Nước mắt hòa cùng nước mưa không ngừng xối xả trên khuôn mặt tôi. Từng hạt mưa rơi xuống mặt mang cảm giác giá lạnh, giống hệt như ánh mắt anh. Tôi nhìn xuyên qua màn mưa, ở bên kia đường có một cặp đôi đang nếp vào nhau dưới ô. Tôi hình dung ra cảnh phủ từ khách sạn cầm ô đuổi theo tôi, che đi những giọt mưa vô tình đang không ngừng rơi kia. Khỏe môi tôi bất chợt nở ra nụ cười khổ. Đến giờ phút này tôi vẫn hoang tưởng như vậy sao? Sau đó tôi đứng dậy đi tiếp. Nhưng vừa đi được vài bước thì tôi bỗng cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ. Bóng tối từ đầu kéo đến như thủy triều ập đến, khiến tôi không thể nào bước tiếp được nữa mà ngã quỳ xuống nền đất. Trong đêm mưa gió, phía bên đường tôi đang bước không một bóng người. Tôi không còn sức để đứng dậy, ngay cả sức để mở to đôi mắt cũng chẳng đủ sinh khí như từ từ rút khỏi cơ thể tôi tôi lại nhớ đến cái hôm tôi bị bắt cóc trong lúc sợ hãi tuyệt vọng nhất vụ đã xuất hiện tôi nhớ cái ôm của anh câu nói có tôi ở đây rồi của anh khi ấy sự sợ hãi trong tôi nhanh chóng biến mất nhưng lần này anh đang ở cùng với cô gái kia trong khách sạn ôm chặt cô ấy trong vòng tay ý thức dần mất đi, hai mắt tôi nhắm nghiền lại, thể xác và linh hồn chìm vào cái hố đen vô tận. Không biết có phải trong lúc tuyệt vọng nhất mà tôi đã sinh ra ảo tưởng hay không. Đã có một vòng tay ấm áp ôm lấy tôi, tôi còn nghe thấy giọng nói của anh. Đồ ngốc, mở mắt ra nhìn tôi đi. Không chỉ vậy còn có hương thơm quen thuộc phàn phất trong hai hốc mũi của tôi. Tôi không biết mình đã thiếp đi bao lâu. Đến khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong một căn phòng màu trắng. Khi mùi thuốc sát trùng sọc thẳng vào hai hốc mũi, tôi nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Trời đã sáng hẳn, tôi đang được truyền nước trên chiếc giường bệnh. Một giọng nói quen thuộc vang lên. "Em tỉnh rồi sao?" Tôi đưa mắt nhìn về hướng phát ra giọng nói ấy, thấy Trường đang bước vào, tôi nở nụ cười yếu ớt hỏi, "Là anh đưa em tới bệnh viện sao?" hả sắc mặt trường tỏ ra hơi bất ngờ nhưng vài giây sau lại nhanh chóng khôi phục vẻ điềm đàm thường ngày cười cười đáp ờ à, mà em ăn cháo nhé anh vừa đi mua về đây lúc ấy tôi không biết sao lòng mình lại hưởng đi một cái kiểu như hy vọng quá nhiều rồi lại bị thất vọng vậy là cái ôm kia câu nói kia của trường nhưng mà tôi đã ảo tưởng thành vũ phải rồi làm sao có thể là anh cơ chứ dạ vâng em cảm ơn anh nhiều nhé ngốc lại khách sáo với anh tôi nghe xong chị biết cười chứ không biết nói gì nữa lòng hoàn toàn trống rỗng một lúc sau khi trường vừa có điện thoại ra ngoài nghe máy thì chị y tá vào thay bình dịch cho tôi chị bảo khiếp hôm qua em làm cáo khoa của chị náo loạn lên vì bạn trai của em đấy tôi ngơ ngác không hiểu nên hỏi lại dạ sao thế ạ à? thì bạn trai em đó bế em vào đây trong tình trạng ướt sũng xong thì quát ầm lên kêu là nhất định phải cứu được em không là anh ta sang bằng cái khu này đấy làm người nào người nấy sợ xanh mặt cũng may mà em không sao chứ không là chết tụi chị tôi bần thần suy nghĩ tính trường trước giờ đâu có vậy đâu chứ lúc nào anh cũng hiền lành điềm đạm hay là tôi chưa nhìn thấy anh tức giận bao giờ nên thấy lạ chị y tá lại nói tiếp cơ mà bạn trai của em đẹp trai quá mấy đứa em chị nó bảo nhìn như sói ca ngôn tình em là có phúc lắm mới có được người bạn trai như vậy đấy chắc chắn là anh ta rất yêu em tôi nhìn về phía trường đang đứng cách đó khá xa tôi cười khổ bảo dạ vâng tôi nằm viện tới ngày thứ ba thì được xuất viện về nhà thời gian trôi qua thật nhanh ngoài đường đã tràn ngập mai đào quất chỉ còn mấy ngày nữa thôi là Tết đến xuân sang. Tết năm nay có lẽ là một cái Tết buồn nhất đối với tôi. Mẹ nuôi thì mất, mẹ ruột thì chịu cảnh tù tội, nhà ở cũng không còn phải đi ở ké. Không biết còn điều gì tồi tệ hơn nữa thì ông trời cứ trút xuống đi. Đến bây giờ tôi cảm thấy mình không có gì để mất nữa. Sau khi ra viện đón bông về nhà, chiều 28 tôi và cái Nga dẫn con bé đi mua mấy bộ quần áo Tết cho bằng bạn bè Chứ trong nhà cũng không sắm sửa gì cả Đến sáng 30 Tết Tôi đang dọn nhà thì bất ngờ Nhận được điện thoại gọi đến Đón mẹ tôi về Hôm nay mẹ được thả hẳn Hay được tạm thả về nhà ăn Tết Tôi cũng chẳng rõ Nghe điện thoại xong Cả người tôi lân lân mãi Sau đó tôi vội vàng cất cái chuỗi xuống Bảo cái Nga trồng bông Rồi bắt xe đến đồn công an khi tôi vừa bước xuống xe thì tôi gặp vũ đang từ trong đồn công an bước ra tới cổng tôi không biết ngày hôm nay mẹ tôi được thả có phải là nhờ anh hay không nhưng nếu là nhờ anh thật thì tôi thực sự rất cảm kích cả hai chúng tôi khi nhìn thấy nhau không ai bảo ai đều dừng chân lại rồi không ai bảo ai đều tiến bước lên khi đi lướt qua tôi anh khẽ nói giọng rất nhỏ chỉ đủ để tôi nghe thấy Tôi chỉ có thể làm được đến đây thôi Tôi không hiểu anh nói gì liền quay đầu nhìn lại Làn gió thổi bay vạt áo măng tô của anh Hốc mũi tôi bất giác cay xẻ Khi tôi định xoay người bước tiếp Thì bất chợt tôi phát hiện Có một người đang chĩa súng về phía anh Thời khắc ấy tự nhiên tôi không thể nghĩ được cái khác Có thể hét lên tiếng vũ Bàn chân như có ai đó Không ngừng thúc giục bên tai Chạy về phía anh Khi tiếng súng vang đền cũng là cả cơ thể tôi ôm lấy anh đạn bắn vào đâu trên cơ thể tôi tôi chẳng rõ tôi chỉ biết nó rất đau nỗi đau ấy như thấu cả trời xanh trong nỗi đau ấy có cả niềm vui vì anh không sao cả là tốt vũ kinh ngạc nhìn tôi anh ôm chặt lấy tôi vào lòng bàn tay anh đã nhốn máu đỏ từ cơ thể tôi chạy ra tôi tay hốc mắt anh đã nhanh chóng chuyển sang màu đỏ rồi những giọt nước mắt thì nhau rơi xuống mặt tôi. Lần này tôi cam đoan là mình không nhìn nhầm, mình không ảo tưởng. Giọng anh ruồn ruồn nói: "đồ ngốc, ai cho phép em đỡ tay tôi? Tại sao lại làm như thế hả, đồ ngốc?" Càng lúc tôi càng cảm thấy mình sắp thở không nổi, chân tay đang dần mất đi cảm giác, trước mắt cũng trở nên tối sầm. Tôi cố gắng dùng hết sức lực để nở nụ cười yếu ớt hai hàng nước mắt chảy dọc hai bên thái dương tôi khẽ nói vũ nếu như được quay đầu lại ngày đầu chúng ta gặp nhau em chỉ muốn nhìn anh thêm một chút chỉ nhìn thôi chứ không yêu anh tuyệt đối sẽ không cố chấp yêu anh như vậy đâu tôi không còn sức để nói nếu còn sức để nói tôi muốn nói nếu sau này anh gặp người khác đừng đối xử với cô ấy như đã đối xử với em Tôi còn muốn nói Mẹ em cũng không cố tình hại chết mẹ anh đâu Bà ấy ân hận lắm Hãy tha cho bà ấy nhé Và tôi cũng muốn hỏi anh một câu Anh đã tưởng yêu em chưa? Nhưng đáng tiếc Tôi không đủ sức nữa Cũng không đủ sức để nghe anh nói thêm Giọng vụ thấp thoáng bên tai Mà tôi chẳng nghe rõ Tôi chỉ cảm thấy anh ôm tôi rất chặt Dường như cơ thể anh còn đang rung lên Cuộc đời này có những cuộc gặp gỡ Vốn định sẵn là không có duyên phận Chỉ là cùng nhau đi một đoạn đường Nếm đủ cay đắng Ngọt bùi Để rồi lưu luyến cả cuộc đời về sau Cuối mùa thu Từng làn gió xe lạnh Cuốn những chiếc lá cây khô Bay xào xạc Tôi đứng trước hai ngôi mộ Nghi ngút khói hương Của hai người phụ nữ mà tôi yêu thương nhất Hình ảnh hai người phụ nữ ấy Vẫn xinh đẹp như ngày nào Mới đó đây thôi Hai người mẹ của tôi đã rời xa tôi được hai năm Thế mới biết Thời gian hai năm trôi qua Cũng chỉ như một cái chớp mắt Mọi chuyện xảy ra vẫn cứ ngỡ như ngày hôm qua Từng mạng ký ức Vẫn cứ vẹn nguyên trong tâm trí Ngày hôm đó tôi không biết Mình đã mất đi ý thức bao lâu Chỉ thấy toàn thân mình lạnh buốt Và đau đớn Trong cái bóng đen vô tận Tôi nghe được rất nhiều tiếng gọi lộn xộn tên của tôi hình như có cả tiếng của Vũ, của mẹ, của trường. Thế nhưng, mọi người có gọi khàn cổ, tôi vẫn không thể nào mở mắt ra. Tôi không biết mình đã chết hay vẫn còn sống. Cả cơ thể lên đen giữa biển khơi, không biết trôi dạt về phương trời nào. Nhìn xung quanh chỉ là một màu đen thăm thẳm, có cố gắng mãi cũng không thấy bến bờ. Thế nhưng chỉ cần khoảnh khắc nào đó, tôi muốn buông xuôi, thì lại có tiếng mọi người gọi tôi, rồi cả tiếng khóc của bé bông. Nghĩ đến bé bông còn quá nhỏ, nghĩ đến mẹ đang ở trong bệnh viện. Không, tôi không thể chết. Tôi mà chết thì ai sẽ chăm sóc cho bông đây, rồi còn mẹ tôi nữa. Tôi làm sao nỡ để cho mẹ, chịu cảnh, người đầu bạc, tiễn kẻ đầu xanh. Tôi dùng chút sức lực cuối cùng để vùng vẫy, tìm chút ánh sáng. Cuộc đời tôi sinh ra đã định sẵn là gian nan hay sao mà tôi đi mãi đi đến khi cảm thấy cơ thể sắp kiệt quệ tôi vẫn không tìm thấy được tia sáng nào cả vào cái lúc tuyệt vọng nhất tôi đã thấy mẹ nuôi của mình mẹ mỉm cười với tôi khoảng cách rất gần nhưng tôi với mãi chẳng chạm đến khuôn mặt của mẹ tôi gọi mẹ rất nhiều mẹ không nói càng lúc càng xa dần tôi lại cố gắng đứng lên đuổi theo mẹ cho tới khi cả người tôi lọt trong một cái hố ánh sáng. chợt có ai đó đập vào tay tôi nói lớn: "Cô gái, cô tỉnh rồi sao?" Tôi chưa kịp định hình mọi chuyện đã thấy luồng sáng làm tôi chói mắt. Tôi mơ màng chớp chớp đôi mắt, chợt thấy trước mặt tôi là một cô gái trẻ. Cô ấy hình như không phải là người Việt Nam. Còn tôi đang nằm trong một căn phòng trắng, xung quanh có rất nhiều máy móc hiện đại. Tôi muốn lên tiếng hỏi nhiều lắm, nhưng cổ hồng khô khốc. Chẳng thể nói nên lời Chỉ thều thào phát ra mấy chữ Cô là ai? Cô ấy nhìn tôi Khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt Trả lời tôi bằng tiếng Anh Tôi là Daisy si, Là y tá của bệnh viện Raffles, Singapore Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô ấy Bệnh viện bên Singapore sao? Tôi có nghe nhầm hay không? Tại sao tôi đã ở bên này? Tôi cố nghĩ nhưng đầu đau như búa bổ giọng cô ấy lại vang lên à cô về rồi đây cô trong bạn mình nhé tôi đi gọi bác sĩ tôi ngước mắt nhìn ra cửa thấy cái nga đang xách theo bịch đồ bước vào vừa nhìn thấy tôi nó liền đặt bịch đồ xuống kích động hỏi an mày mày tỉnh dậy rồi cuối cùng thì mày cũng đã tỉnh tôi nhìn cái nga còn chưa kịp trả lời thì nó lại nói tiếp mà khoan đã Mày có nhận ra tao là ai không Tao tên gì Trời đất Nó còn sợ tôi mất trí không nhớ ra Nếu lúc này mà tôi khỏe Tôi sẽ nói Cái mặt mày tao ám ảnh trong tâm trí Quên sao được chứ Để hai đứa cãi nhau cho vui Nhưng mà tôi mệt quá Chỉ có thể đáp Mày là Nga là bạn của tao Con hâm Cái Nga nghe xong thở vào một hơi Rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi mày cảm thấy sao rồi tôi hơi cựa người vẫn còn cảm thấy đau tôi khẽ nhăn mặt cái nga lại sốt sắng hỏi sao thế đau đau ở đâu đau khắp người luôn ấy sao thế à đúng rồi trúng đạn không đau mới lạ đấy cái nga vừa dứt lời thì có hai người bác sĩ bước đến họ hỏi tôi vài câu rồi vén áo tôi lên xem miệng vết thương sau đó hai người quay qua nói với nhau một hồi bằng những từ ngữ chuyên môn trong y học nên tôi cũng chẳng hiểu lắm cuối cùng họ lại bảo tôi từ hôm đó đến giờ chúng tôi chỉ lo cô không có ý thức muốn tỉnh lại nhưng bây giờ cô tỉnh là tốt lắm rồi miệng vết thương và mọi thứ đang hồi phục rất tốt yên tâm nhé nói xong người bác sĩ mỉm cười đưa tay vỗ nhẹ vào vai tôi vài cái giống như kiểu động viên tôi tôi theo phép lịch sự cùng đáp lại Cảm ơn bác sĩ. Sau khi hai người bác sĩ rời đi, tôi mới quay sang hỏi cái Nga. Tại sao tao lại ở bên này? Rồi tao đã nằm đây lâu chưa? Lúc này cái Nga mới chậm rãi kể cho tôi nghe. Nó nói từ hôm xảy ra chuyện đến nay, tôi đã nằm hôn mê được 12 ngày, 3 ngày ở Việt Nam, 9 ngày ở bên này. Còn chuyện đưa tôi sang Singapore chữa trị là do mẹ tôi quyết định. Chuyến đi này không ai biết ngoài cái Nga mẹ và trường Phần vì điều kiện chữa trị bên này tốt hơn Phần vì mẹ tôi không muốn tôi còn liên quan đến Vũ Nó nói đến đây thì tôi hỏi Liên quan đến Vũ là sao? Thì mẹ mày sợ mày còn dây dưa đến Vũ đó Cái hôm mày ở viện Ngày nào ông Vũ chẳng đến Mà nhé Có những lúc tao thấy kiểu như là ông ấy Ông ấy khóc đấy Tôi lại nhớ đến khoảnh khắc ngày hôm ấy Khi anh ôm tôi tôi đã thấy nước mắt anh rơi rất nhiều tôi không biết sao anh lại tỏ vẻ đau khổ như thế hay là vì anh dây dứt khi tôi đã đỡ đàn thay anh nhưng mà cho dù là lý do gì đi chăng nữa thì phát đàn đó cũng coi như tôi thay mẹ tôi trả nợ cho anh sau này chúng tôi sẽ không ai nợ ai tôi đã quyết định buông bỏ đoàn tình cảm dành cho anh không phải vì tôi đã hết yêu anh mà là tất cả vì tôi không thể tiếp tục duy trì một cách chấp niệm vô nghĩa nữa. Đời này, sự cố gắng cũng có hạn chờ của nó. Không ai có thể chờ đợi mãi một thứ không có kết quả. Tôi cũng vậy. Nếu ngày trước tôi oán trách anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, thì bây giờ tôi lại cảm ơn anh vì đã đến và dạy cho tôi rất nhiều bài học. Sau này, mong rằng hai chúng tôi nếu có vô tình lướt qua nhau, cả hai sẽ không vì ánh mắt của đối phương mà làm cho trái tim phải đau đớn chỉ vậy thôi là đủ tôi khẽ nở một nụ cười khổ không biết nói gì cái nga lại nói tiếp mà sao mày dạy thế đi đỡ đạn cho ông ấy làm gì mày không thiết sống nữa sao tao trả nợ tôi nói hai từ đó tôi cái nga nó hiểu nó liền không nói gì nữa mà chỉ thở dài nhưng thực ra thì thâm tâm tôi mới biết nếu như giữa mẹ tôi và anh ấy không có món nợ nào thì tôi vẫn sẽ làm như vậy có lẽ nói đến đây nhiều người sẽ bảo tôi ngu ngốc ừ thì đúng là tôi ngốc nên mới yêu anh và khi yêu có ai làm người bình thường được đâu anh sống thì tôi đau khổ nhưng anh chết tôi càng đau khổ hơn ở bên anh sống không bằng chết nhưng xa anh rồi lại cảm thấy cuộc sống trở nên vô nghĩa hành động đó cũng như là một sự giải thoát cho chính mình à phải rồi mày sang đây với tao thì ở nhà bông ai chăm còn tình hình của mẹ tao thế nào rồi mẹ mày đã được thả ra tao nghĩ mẹ mày được thả là nhờ vũ đấy sau khi được tự do thì mẹ mày đã đưa bông về nhà ở ngoại thành có thuê một người chăm sóc bông và mẹ mày nữa nên mày không phải lo đâu anh trường cũng đã qua thăm nom suốt hồi sáng mới gọi video tao để hỏi về tình hình của mày đấy Ừ, vậy thì tốt. À đúng rồi, còn chuyện này nữa. Ông chú gì của Vũ đã bị bắt. Ông ta cũng là người chủ mưu, thuê người bắn Vũ đấy. Còn có mụ Quỳnh, tòa xử cách đây 7 hôm, cô ta bị phạt 15 năm tù giam. Đây có lẽ là một tin vui đầu tiên. Sau khi tôi tỉnh dậy, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao nhiêu. Cuối cùng pháp luật đã xử đúng người đúng tội. Kẻ gây ra cái chết của mẹ tôi đã phải bị trả giá. 15 năm tù giam cũng không bù lại được mất mát khi tôi mất đi một người mẹ nhưng lại là niềm an ủi vô cùng lớn lao để tôi biết rằng xã hội này còn tồn tại hai chữ công lý cứ như thế thời gian trôi qua tôi điều trị tại singapore được gần hai tháng thì trở về việt nam sức khỏe của tôi đã phục hồi bình thường nhưng sức khỏe của mẹ lại càng yếu đi hôm nay tôi trở về cha mẹ đã sạm đi rất nhiều bụng to hơn một người bình thường, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cái ngày mà tôi mong chờ nó không bao giờ xảy ra, cũng đã đến. Tháng 7 mưa ngâu, mẹ tôi đã rời bỏ tôi về thế giới bên kia, sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Trước khi mẹ mất, có giao lại cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm và giấy tờ căn nhà. Mẹ nói, "Mẹ vất vả nửa đời người, chỉ tích lũy được chút ít" căn nhà này mẹ âm thầm xây dựng khi chưa tìm thấy con cuốn sổ tiết kiệm kia mẹ làm là khi mẹ phát hiện ra bệnh của mình cuốn sổ đó đứng tên con con yên tâm đó là tiền riêng mẹ kiếm được hoàn toàn không liên quan đến nhà họ cao cuộc đời mẹ chưa thể làm được điều gì lớn lao cho con nhưng có những thứ này mẹ đã phần nào yên tâm để ra đi nếu có kiếp sau mẹ sẽ bù đắp cho con tất cả những thiếu tốn ở kiếp này con nhé tôi nắm chặt tay mẹ chỉ muốn nói thật to thật rõ ràng mẹ sinh con ra đã là một điều lớn lao nhưng cổ hồng khi đó nghẹn lại từng chữ thốt ra chẳng tròn vành được sau khi mẹ tôi mất một thời gian khó khăn lắm tôi mới quay trở về nhịp sống tôi làm việc ở một công ty thiết kế của một người bạn trường giới thiệu Trường cũng có mời tôi về làm việc cho công ty của anh Nhưng mà tôi đã từ chối Anh cũng rất nhiều lần ngỏ ý Muốn chúng tôi làm lễ kết hôn lại Nhưng mà sau sự việc kia xảy ra Tôi càng biết rõ trái tim mình như thế nào Tình yêu là phải để nó đến Khi con tim mình ở trạng thái cân bằng nhất Khi lý trí của mình tỉnh táo nhất Để biết mình đang sống với cảm xúc gì Sẽ rất bất công cho anh Khi giữa lúc bộn bề đau đớn Tôi lại quyết định yêu anh đó không phải là tình yêu Mà chỉ là sự lấp chỗ trống thôi Tôi không biết tương lai ra sao Nhưng hiện tại tôi vẫn chưa thể xóa được Hình bóng của vụ trong trái tim tôi Trước kia tôi cứ nghĩ Mình ổn Cuối cùng chỉ là tôi lừa dối bản thân Tôi không muốn làm khổ trượng Anh xứng đáng có được Một tình yêu trọn vẹn Một cuộc hôn nhân hạnh phúc Đáng tiếc tôi không thể đem lại Những thứ đó cho anh Tôi vẫn sẽ ở bên anh như một người bạn, một người em gái, một người tri kỷ, nhưng dứt khoát, không thể là một người yêu. Tôi làm việc ở công ty mới được một tháng, thì nghe nói chi nhánh bên Đài Loan đang thiếu người. Tôi là người chủ động đăng ký sang bên đó để làm việc. Hôm mẹ con tôi đi, chỉ có cái Nga và trường tiễn ra sân bay. Sang bên đó có công ty sắp xếp chỗ ở cho mẹ con tôi. Hàng ngày tôi đi làm, còn bông được gửi ở một nhà trẻ tư nhân gần công ty tôi làm mới đầu sang đất khách quê người lạ lẫm cũng có lúc vì nhớ nhà vì tuổi thân mà tự dưng bật khóc nhưng rồi mọi thứ cũng qua cuộc sống dần ổn nhiều lúc nghĩ lại khoảng thời gian ấy tôi không biết tại sao mình có thể mạnh mẽ được như thế có lẽ cuộc sống xung quanh tôi đã tồn tại quá nhiều chuyện mà chỉ có thể tập cách chấp nhận chuyện buồn rất nhiều nỗi thất vọng cũng rất nhiều và còn có lúc trở thành tuyệt vọng sau khi trải qua tất cả tôi đã trở nên trơ lì hơn sau này chuyện gì đến tôi cũng đối diện một cách rất vô cảm đang nghĩ thì dòng bé bông vang lên mẹ ơi tôi giật mình quay lại hướng phát ra dòng nói chẳng hiểu là do khói hương hay là do dòng cảm xúc ùa về mà sống mũi đã cay cay hốc mắt đỏ hoe. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi trở về Việt Nam sau hai năm xa cách. Cái Nga dựng bé bông đi tới chỗ tôi. Mày định đứng đây tới bao giờ? Ở nhà tao làm cơm nguội hết rồi đấy. À, ờ ừ, ừ, mình về thôi. Trên đường về cái Nga hỏi tôi. Lần này về hẳn chưa? Hay là vẫn muốn sang đó làm tiếp? Tao về hẳn rồi, mày quên là tao ký hợp đồng đi có hai năm thôi sao? Ừ ha, nhanh quá, mới đó đã 2 năm Ừ, thời gian trôi qua nhanh mà Tao với mày đang ngày càng già đi Nhưng vẫn ế Má, mày có thể dùng từ sang sang hơn không? Kiểu như chưa tìm được người thích hợp để yêu đấy Thôi đi bà ơi Tất cả chỉ là ngụy biện thôi Mà chiều nay mày có rảnh không? Làm gì? Trong bông giúp tao với Tao đi gặp khách hàng Eo, vừa về mà đã làm ngay công ty bóc lột sức lao động của mày thế? Đâu có, khách hàng này cũng hẹn với tao từ khi tao ở bên đài cơ, hẹn thiết kế phòng cưới nên cần làm gấp cho người ta còn thi công. Ừ cứ đi đi, để tao trong bông cho. Khách hàng này tôi nghe giám đốc công ty bảo là một nhân vật tầm cỡ nên sau khi ăn cơm xong tôi vội vàng thay đồ rồi bắt xe tới điểm hẹn. Tôi ngồi được khoảng 15 phút vẫn chưa thấy ai đến nên tranh thủ lấy laptop ra xem kỹ bàn thiết kế mà tôi đã chuẩn bị sẵn. Đang chăm chú nhìn màn hình laptop thì giọng nói trầm thấp vang lên. Chào em. Tôi ngước mắt nhìn lên, cả người ngơ ngác hồi lâu vì không ngờ rằng anh ta là Minh, là bạn của Vũ. Hai năm không gặp, anh ta khác trước khá nhiều, khuôn mặt trở nên gốc cạnh hơn, đúng nghĩa là một người đàn ông trưởng thành theo thời gian. Tôi gường cười gật đầu bảo Chào anh Mình kéo ghế ngồi xuống đối diện với tôi Anh hỏi Hai năm không gặp em khỏe chứ Cảm ơn anh tôi vẫn khỏe Mà tôi tưởng là anh phải kết hôn rồi chứ Đúng là tôi đã kết hôn Ánh mắt tôi lúc này mới để ý thấy Chiếc nhẫn cưới ở ngón tay áp út Trên bàn tay anh Tôi ngạc nhiên hỏi Anh kết hôn rồi nhưng giờ mới thiết kế phòng cưới sao không Không phải phòng cưới của tôi Mà là của người khác Hôm nay tôi được giao nhiệm vụ tới đây xem hộ thôi Tôi gật đầu Ra là vậy Tôi đã Tôi còn chưa nói hết câu thì mình đã chen ngang Phòng cưới của đại ca tôi Là anh Cao Minh Vũ Một câu nói thôi Nhưng lại như lưỡi dao cứa vào tim tôi Nói như vậy có nghĩa là Vũ sắp lấy vợ sao Anh lấy ai tôi lại nghĩ đến hai năm về trước hình như lúc đó anh cũng đang tìm hiểu tuệ mở nghe nói là hai nhà cũng thân thiết lắm chắc có lẽ cô dâu của anh là cô ấy tôi cười khổ đáp vậy sao chúc mừng đại ca của anh nhé miệng thì nói chúc mừng nhưng nội tâm thì như bị ai đó cạo xé minh cười tươi đáp cảm ơn em tôi nhất định sẽ chuyển lời tới anh ấy nhưng mà Em thực sự không còn gì với nấy đấy chứ Còn gì nữa Chúng tôi còn gì nói với nhau đây Chẳng lẽ tôi kể cho Minh nghe Hai năm qua tôi đã phải nỗ lực thế nào Để quên anh Tôi phải gồng mình thế nào Để bản thân không phải rơi nước mắt Khi nghĩ về anh Hay là bây giờ tôi nói tôi vẫn rất yêu anh ấy Tôi cười khổ Những câu nói đó đâu còn ý nghĩa Tôi lắc đầu đáp Không, tôi không còn gì để nói nữa cả minh nhìn tôi khuôn mặt bỗng trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó cực kỳ quan trọng rồi anh nói chắc là em không biết hai năm qua anh ấy đã đi tìm em rất nhiều lần lời minh nói khiến tôi hoài nghi thính giác tôi kinh ngạc hỏi tìm tôi phải anh ấy đã tìm em ở rất nhiều nơi tôi chưa bao giờ thấy anh ấy gấp gáp tìm kiếm một người đến như vậy cũng chưa bao giờ thấy anh ấy khổ sở vì một cô gái nào Cho tới khi gặp em Lời mình nói khiến tôi cảm thấy mông lung quá Tôi nghi hoặc hỏi lại anh Anh... Anh nói như vậy là sao chứ? Tức là em là người đầu tiên anh ấy yêu đấy Tôi liền phản bác Không thể, anh đừng có đùa như vậy Người đầu tiên anh ấy yêu phải là... Tôi vừa nói đến đó thì mình cắt ngang Là Quỳnh đúng không? Em sai rồi, anh ấy chưa bao giờ yêu cô ta cả, tất cả là vì tình nghĩa thôi. Tình nghĩa sao? Mình gật đầu, anh bắt đầu kể tôi nghe về mối quan hệ giữa Quỳnh và Vũ. Anh nói cô ta sinh ra trong một gia đình nghèo khó, năm cô ta được 12 tuổi thì bố mẹ cô ta đã ly hôn. Tới năm cô ta 15 tuổi thì bố cô ta tái hôn với một người phụ nữ nhiều tuổi, giàu có bên Pháp. Sau khi tái hôn được một thời gian, thì bố cô ta đón cô ta cùng với ông bà nội sang Pháp để sinh sống. Sống ở Pháp 3 năm, do xích mất với mẹ kế, cô ta trở về Việt Nam. Vũ gặp cô ta lần đầu tiên là khi anh thấy cô ta bị hai người đàn ông đang thực hiện hạm hiếp cô ta trên một con đường vắng. Anh đã ra tay giúp cô ta thoát khỏi hai người đàn ông kia, sau đó đưa cô ta đến bệnh viện, còn giúp cô ta thanh toán viện phí. Không biết sau đó Cô ta điều tra bằng cách nào mà đã tìm được quán bar mà Vũ hay đến, rồi xin vào đó làm nhân viên rót rượu. Nghe nói là cô ta còn tình nguyện làm không công, chỉ cần mỗi lần Vũ đến, luôn cho cô ta rót rượu ở phòng của anh là được. Sau đó cô ta cũng thường xuyên tìm cơ hội để được Vũ chú ý, nhưng mà đáng tiếc, anh chưa từng liếc mắt nhìn cô ta, giống như kiểu anh mãi mãi chỉ có thể là mặt trời để cô ta khao khát được chạm vào nhưng không thể với tới cho tới một ngày cơ hội cô ta chờ đợi cũng đã đến hôm ấy vũ giao dịch làm ăn với một người đàn ông tên cam khi giao dịch gần hoàn tất người đàn ông kia đã lật mặt nhanh tay rút súng chĩa về phía anh lúc đó cô ta cũng có mặt trong căn phòng ấy cô ta đã đỡ cho vũ một phát súng sau đó vũ đưa cô ta đến bệnh viện cũng may là súng bắn vào vai nên cũng không quá nguy hiểm có điều ở viện lần này bác sĩ đã phát hiện ra cô ta còn đang mang một căn bệnh giống như cô ta từng nói với tôi nó kiểu dạng là một bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn mà cả đời này phải sống phụ thuộc vào thuốc khi vũ hỏi cô ta muốn anh trả ơn thế nào cô ta không cần tiền hay gì cả cô ta chỉ cần được ở bên anh vũ đã không đồng ý cô ta liền nói ở bên anh theo kiểu là một người em gái với tính cách sòng phẳng không muốn mắc nợ ai của anh cộng với anh thấy cô ta đáng thương khi còn trẻ đã phải mang bệnh kia cuối cùng thì vũ đồng ý cho cô ta ở bên mình với tư cách là một người em gái biết cô ta ở việt nam đã không còn người thân anh cho cô ta ở nhờ ngôi nhà riêng của mình cứ như vậy suốt năm năm trôi qua mối quan hệ của hai người chưa bao giờ tiến triển vượt quá giới hạn khi nghe minh kể đến đây tôi cảm thấy hoang mang vì những lời Tôi nghe cô ta kể hoàn toàn khác so với mình kể. Chưa kể tôi đã từng thấy hai người hôn nhau trước cổng khách sạn ở Phú Quốc. Có thể lời cô ta là nói dối, nhưng nụ hôn kia tôi thấy là thật. Tôi nhìn Minh, trực tiếp nói ra những suy nghĩ trong lòng mình. Không thể nào, tôi đã thấy hai người từng hôn nhau. Minh nghe tôi nói liền bật cười. Em đang thắc mắc đến nụ hôn ở Phú Quốc sao? Tôi gật đầu đáp. Phải. Nếu tôi nói đại cao của tôi bị ép hôn Em tin chứ Tôi tròn xe mắt Kinh ngạc nhìn Minh Anh lại nói tiếp Chẳng giấu gì em Vợ của tôi từng chơi chung với Quỳnh Cũng bị cô ta dắt mũi bởi một câu chuyện tình yêu Giữa hai người do cô ta bịa ra Nên là hôm gặp em ở khách sạn Vợ tôi đã gọi điện cho cô ta bay vào Phú Quốc Ngày hôm đó anh Vũ đồng ý gặp cô ta Là vì cảm thấy cô ta đang đi quá giới hạn của mình nên tức giận muốn cắt đứt mọi mối quan hệ rồi sau đó những gì xảy ra em nhìn thấy rồi đấy tôi dám cam kết với em đủ hôm đó là đại ca bị cô ta ép hôn và đại ca chưa bao giờ có tình cảm với quỳnh nếu có tình cảm thì đại ca đã không giúp em bắt được kẻ gây tai nạn cho mẹ em để lật mặt quỳnh rồi nếu có tình cảm thì đại ca đã không nhúng tay vào để thúc đẩy phiên tòa mở sớm hơn dự kiến tôi nhíu mày hỏi anh giúp tôi bắt được kẻ gây ra tai nạn sao? Nhưng mà việc đó là mẹ tôi làm kia mà. Lúc đó hắn đã trốn sang Trung Quốc, là anh Vũ cho người lôi hắn về Việt Nam đấy. Nghe xong tôi không biết diễn tả chính xác cảm xúc lúc này của mình sao nữa. Toàn thân giống như bị khoét sạch sẽ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cảm giác mọi thứ tôi vừa nghe thấy giống như đang trong một giấc mơ. Cho tới khi giọng minh vang lên một lần nữa. Đại ca tôi yêu em là sự thật Dù cho tôi nghe rất rõ Từng câu từng chữ mà Minh nói Nhưng tôi vẫn không dám tin Tôi cười khổ phủ nhận Anh làm sao mà biết được chứ Anh đâu phải là Vũ Mà dám nói kiểu khẳng định như vậy Vì tôi đã từng thấy đại ca đau khổ vật vả Khi không tìm thấy em Vì tôi đã từng chứng kiến đại ca khóc lóc Khi lo cho em Vì tôi đã từng nghe đại ca gọi tên em Mỗi khi say rượu còn rất rất nhiều điều mà tôi thấy nhưng không thể tả hết vũ yêu tôi tôi mãi vẫn không dám tin đây là sự thật nhưng mà trong lòng tôi bỗng dấy lên một niềm vui khó tả phải rồi làm gì có một ai không vui khi biết người mình yêu cũng yêu mình nhưng sau đó lại là một nỗi chua xót mơ hồ tràn đến cho dù vũ yêu tôi thì làm sao cơ chứ anh cũng sắp kết hôn Đoàn tình cảm của chúng tôi mãi mãi chỉ ở mức có duyên nhưng không có phận. Tôi cười khổ cầm cốc nước lọc lên uống. Dạ, nước lọc hôm nay lại mang đến cho tôi vị đắng ngắt thế này. Tôi cố nén mọi cảm xúc xuống tầng sâu đáy lòng, liền lãng sang chuyện khác. Vì tôi sợ nói thêm nữa, lòng tôi sẽ thắp sáng lên những tia hy vọng mong manh. Tôi còn sợ những cố gắng của mình trong suốt hai năm qua bị sụp đổ mà thôi chúng ta bàn tới việc chính đi lúc nữa tôi có việc phải đi tôi xoay màn hình laptop về phía mình tôi nói đây là những thiết kế tôi đã vẽ xong mời anh xem qua minh nhìn lướt qua rồi bảo tôi em ưng với bạn thiết kế nào nhất thiết kế của tôi tất nhiên là tôi đều ưng cả cũng đúng tôi thì lại không biết đại ca thích kiểu gì với cô dâu thích kiểu gì Tôi buộc miệng nói Vậy sao anh không bảo hai người đó trực tiếp đến gặp tôi mà xem Mình nghe tôi nói như vậy liền cười cười bảo Đúng rồi, vậy thì em cho tôi lại cái hẹn đi Để tôi hẹn lại hai người, cho hai người trực tiếp chọn sẽ dễ hơn Tôi ngớ người nhìn mình, cảm thấy mình vừa nói hớ Tự nhiên dồn bản thân mình vào thế khó Nếu bây giờ gặp lại Vũ, lại thấy anh ta đi cùng với người con gái khác tôi không biết rằng trái tim mình sẽ tổn thương đến mức nào thấy tôi chần chừ thì minh nói hay là thế này đi chốt chủ nhật tuần này nhé tôi còn chưa kịp trả lời thì điện thoại minh vang lên anh nghe điện thoại xong liền xin phép rời đi trước vì có việc gấp tôi nhìn theo bóng dáng anh đến kiểu khuất hạng khẽ thở dài một hơi cuộc gặp hôm nay giúp tôi giải đáp rất nhiều câu hỏi ghim sâu trong trái tim tôi nhưng lại khiến lòng tôi rối bời ngồi trên chiếc xe taxi nhìn dòng người vội vã lướt qua nhìn những con đường quen thuộc trong đầu tôi bỗng nhiên đặt ra câu hỏi hạnh phúc trong tình yêu là gì hạnh phúc là khi ngày nào được ở bên cạnh người mình yêu cùng nhau thức dậy mỗi sớm mai cùng ôm nhau ngủ mỗi tối hay hạnh phúc là khi nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc dù không được ở bên người ấy nhưng biết rõ người ấy sống tốt là mình cũng sẽ hạnh phúc có lẽ trường hợp thứ hai sẽ hợp lý với tôi hơn mắt tôi hơi ngừa ngứa tôi đưa tay chạm vào hóa ra là nước mắt tôi đã quyết định buông tay đã quen với cuộc sống không có sự xuất hiện của anh vậy tại sao tôi vẫn còn vì anh mà đau lòng vì anh mà rơi nước mắt tại sao cứ nghĩ đến lúc anh ở bên cạnh người phụ nữ khác tôi cảm thấy rất khó thở như kiểu chấp nhận không nổi. Hóa ra cái suy nghĩ đã dần quên được anh trong suốt hai năm qua, chỉ là tôi tự dối lòng mình mà thôi. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, tôi đã tìm được trường phù hợp cho bông. Chiều hôm đó tôi đến đón con bé, khi đi đến cổng trường, vừa dừng xe lại thì tôi nghe thấy tiếng bác bảo vệ nói lớn. Cái cô này làm gì mà chiều giờ cứ thập thỏ ở đây mãi thế? Theo phản xạ tôi quay về hướng phát ra giọng nói, tôi thấy một người phụ nữ lớn khứng nói Dạ cháu ờ, Cháu chỉ đứng đây thêm một lúc nữa thôi Rồi cháu đi Nhưng mà cô đến đây làm gì Nếu không có việc gì thì đi chỗ khác đi Hay là cô đang tính làm chuyện gì xấu Chứ người đàng hoàng Chẳng có ai lén lút như cô cả Dạ không phải đâu bác ơi Cháu không có ý đồ gì cả Cô mà không đi Tôi gọi công an đến bây giờ đây Bác bảo vệ đuổi người phụ nữ đi trong lúc hai người dằn co qua lại Chiếc mũ đội trên người phụ nữ rơi xuống Lộ ra khuôn mặt của chị Hoài Khiến người tôi như hóa đá Chẳng trách vừa nãy tôi đã ngờ ngợ Giọng nói rất quen Nhưng nhìn cách ăn mặc hiện giờ Tôi không dám nghĩ đó là chị Hoài Chị mặc một cái áo chống nắng Hoa đen Cái quần bò đã bạc màu Đi dép tổ ông Trong ký ức của tôi Dù có thế nào chị cũng rất quan tâm đến ngoại hình chưa bao giờ ăn mặc kiểu như thế cả tôi đi tới chỗ chị gọi chị hoài chị hoài nghe thấy giọng tôi liền nhìn sang sau đó vội vã chạy về phía trước như kiểu cố tình trốn tránh không dám đối diện với tôi tôi đoán chắc có lẽ chị biết bông học ở trường này nên đi tới thăm con bé tôi hỏi chị tới thăm bông đúng không bàn chân đang bước đi của chị hoài chợt khừ lại tôi thấy vậy lại nói tiếp chúng ta nói chuyện đi Chẳng lẽ chị không muốn biết con bé bây giờ thế nào sao? Còn 15 phút nữa là bông sẽ tan hậu Tôi và chị Hoài ngồi xuống chiếc ghế đá ở sân trường Hai năm không gặp Nhưng giờ nhìn chị như lột xác sang một con người khác Dù đã từng rất hận chị Nhưng giờ thấy chị trong bộ dạng này Tôi lại có chút thương thương Tôi nghĩ mẹ tôi ở trên trời cao Cũng không muốn trông thấy chị trong bộ dạng khổ sở như vậy tôi hỏi Dạo này chị thế nào? Hiện tại đang làm gì? Chị ổn Hiện tại chị đang ở nhà nội trợ thôi Nội trợ? Nói như vậy là chị đã lấy chồng sao? Chị Hoài gật đầu bảo Chị đã lấy chồng được gần 2 năm nay Vậy chị đã có thêm em bé nào chưa? Nói đến đây Chị liền đưa tay quệt nước mắt Thuốc thích Chị chưa? chị không đẻ được nữa tôi kinh ngạc quay sang nhìn chị còn chưa hoàn hồn thì lại thấy tay và cổ chị có rất nhiều vết bầm tím tôi liền hỏi khoan đã tay và cổ của chị làm sao thế này ánh mắt chị hoảng loạn vội vàng kéo áo che đi vết bầm chị chị không sao ai đánh chị sao chị hoài cúi mặt khóc lớn hơn quả báo thôi Tất cả là quả báo Ngày xưa chị hát hủi bông Nên giờ chị không thể có thêm đứa con nào nữa Chị đối xử tệ với mẹ và mày Nên giờ chồng chị và gia đình của nhà chồng Đối xử rất tệ hại với chị Vì chị làm sai Chị bị trả giá là đúng Không trách ai được nữa Tôi không biết hai năm qua Chị đã trải qua những gì trong gia đình ấy Mà đã thay đổi thành một con người hoàn toàn khác chắc hẳn những điều chị trải qua cũng rất kinh khủng chị hoài lại nói tiếp an à, chị xin lỗi xin lỗi đã để em phải vất vả nuôi con chị một mình xin lỗi vì trước giờ đã rất tệ với em xin lỗi vì đã cướp đi ngôi nhà mà mẹ để lại cho em chị nói đến đây thì dòng chị ngẹn lại không thể nói tiếp được nữa tôi bỗng thấy trong lòng mình chua xót đúng là trước kia có khoảng thời gian tôi rất hận chị tôi oán trách chị rất nhiều nhưng cũng đã hai năm trôi qua mọi chuyện cũng đã xảy ra huống hồ chị còn là chị gái của tôi là con gái của mẹ mẹ luôn mong chị được hạnh phúc nên tôi cũng mong chị được hạnh phúc thấy chị khổ tôi cũng không nỡ tôi thở dài bảo chuyện qua rồi chị không cần phải xin lỗi em làm gì đâu quan trọng là hiện tại sao chị khổ như vậy mà vẫn chịu đựng được chứ? nhà nó cướp hết số tiền mà chị bán nhà của mẹ, chị phải ở lại đến khi nào lấy được toàn bộ số tiền đó mới đi. trời ạ, à, thế nếu như không đòi được thì sao? chị định ở đó cả đời sao? sao chị dạy thế? có chết, chị cũng phải đòi lại để cho em và bông lũ như chúng nó không đáng. chị Hoài nói đến đó thì đến giờ tan học, tôi đành bảo. Chị ngồi đây đợi em đi Em lên đón bông xuống rồi chị em mình nói chuyện tiếp Chị Hoài gật đầu Thế nhưng khi tôi đón bông xuống Thì không thấy chị đâu nữa Nhìn khắp sân trường một hồi Rồi ra tới cổng trường Vẫn không thấy chị Tôi đoán có lẽ là chị đã đi về Nên đành đưa bông trở về nhà Cuối tuần Vì bạn thiết kế mà tôi bắt buộc đến gặp Vũ Dù đã chuẩn bị tinh thần suốt mấy ngày Nhưng khoảnh khắc gặp lại anh Trái tim tôi vừa đau nghẹn Vừa thổn thức Mọi cảm xúc vẫn vẹn nguyên Như chưa hề có khoảng thời gian 2 năm qua Cả người tôi đờ đẫn nhìn anh Anh mặc bộ vest màu đen Hình như thời gian đã bỏ qua tuổi tác của anh Anh không những không già đi Mà càng ngày lại càng đẹp trai Phong độ Sức hấp dẫn còn mãnh liệt hơn trước Tôi cố gắng hít sâu Rồi lên tiếng Chào anh Vũ nhìn tôi hốc mắt anh chợt đỏ hoe đỏ hoe vì gì tôi cũng chẳng rõ anh hỏi tôi tôi tưởng là em sẽ không đến công việc của tôi nếu tôi không đến thì sẽ biến mình trở thành kẻ vô trách nhiệm mà vợ anh đâu rồi cô ấy chưa tới sao chỉ cần có tôi và em là đủ tôi khẽ nở ra nụ cười gượng gạo ngồi xuống bàn tôi trực tiếp đi vào vấn đề chính bạn thiết kế đây tôi đã chuẩn bị sẵn năm bản mời anh xem qua hợp ý bản nào thì báo tôi có chỗ nào cần sửa lại thì cũng nói với tôi vũ không nhìn xuống bản thiết kế anh nhìn chầm chầm tôi em thích bản thiết kế nào phòng cưới của anh sao lại hỏi theo sở thích của tôi chứ vợ tôi có sở thích giống em tôi nghĩ em thích thì vợ tôi cũng thích hai từ vợ tôi từ miệng vũ nói ra khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹn lại tôi cúi xuống nhìn bản thiết kế chọn lấy một bản mà tôi thấy thích nhất anh có thể tham khảo bản thiết kế này vũ gật đầu được vậy tôi chốt bản thiết kế này nhé anh không xem qua mà đã chốt như thế sao không cần nói xong điện thoại vũ rung lên một hồi chuông anh chần chừ một lát rồi nhấn nút nghe do ngồi cách một đoạn tôi không nghe được tiếng đầu dây bên kia nói chỉ thấy giọng anh vang lên Ừ Anh đang chọn bàn thiết kế phòng cưới Xong rồi Ừ Anh tới giờ đây Nói xong anh cướp máy Rồi anh ngẩng đầu nhìn tôi Chúng ta xong rồi nhỉ Tôi gật đầu đáp Xong rồi Anh có việc thì cứ đi đi Anh gật đầu đứng dậy kéo ghế rời khỏi Tôi ngồi uống hết ly nước ép cam Và ăn phần bánh ngọt vừa gọi Uống ngập nước cam tôi thấy chua loét ăn phần bánh ngọt lại cảm thấy miệng đắng ngắt và mặn chát hóa ra là có những giọt nước mắt đang âm thầm rơi xuống môi thấm vào trong khoang miệng trái tim tôi đau như dao cứa gặp lại anh sau hai năm xa cách lại thấy anh hờ hững với mình như vậy khiến nội tâm tôi cảm thấy bị tổn thương tôi lau đi nước mắt đang định đứng dậy rời đi thì một giọng nói trầm thấp vang lên hai năm qua em vẫn không thay đổi vẫn dễ khóc như vậy và vẫn còn yêu anh đúng không trong giây phút ấy tôi cứ ngỡ rằng mình khóc đến hoa mắt tôi chớp mắt mấy lần vẫn là anh vẫn là cao minh vũ bằng da bằng thịt nhìn ánh mắt sáng rực lên lúc này của anh như có thể nhìn thấu toàn bộ tâm tư của tôi khiến tôi có chút lúng túng tôi không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi sang một câu hỏi khác anh anh chưa đi sao em trả lời câu hỏi của anh đi phải tôi yêu anh tôi vẫn còn rất yêu anh nhưng mà chuyện đó giờ còn quan trọng không khi anh sắp kết hôn cho dù yêu anh thì đã sao vợ sắp cưới của anh sẽ như thế nào chẳng lẽ anh sẽ bỏ vợ sắp cưới của mình để lấy tôi tôi không muốn bản thân rơi vào một mối tình tay ba càng không muốn vì hạnh phúc của mình mà phá hoại hạnh phúc của người khác tôi cố đè nén cảm giác trong lòng trả lời anh anh đừng có mà tự mình đa tình như vậy sao tôi có thể còn yêu anh chứ vũ nhìn tôi chầm chằm anh phủ quyết em nói dối tôi không dám đối diện với ánh mắt anh liền nhìn đi hướng khác khẽ hắn giọng bảo tôi không nói dối đúng là trước kia tôi từng yêu anh nhưng hai năm qua mọi thứ đã khác huống gì là lòng người chứ vậy tại sao em không dám nhìn thẳng vào mắt anh tôi tôi ngước mắt nhìn lên lại bị ánh mắt của vũ làm cho lúng túng khiến tôi lại phải tránh né đúng là mọi lời nói có thể lừa dối người khác nhưng ánh mắt thì không thể cuối cùng tôi chỉ còn một cách là chạy trốn anh muốn nghĩ sao thì nghĩ nhưng tôi đã không còn là ai của ngày trước tôi có việc tôi xin phép đi trước Nói xong tôi liền cầm túi sách bước đi Nhưng mà khi được ba bước Cổ tay tôi đã bị tay Vũ tóm lại Hai năm nay Bố anh đã từng hỏi rất nhiều lần Về tin tức của em Ông thực sự rất quý em Nửa tháng trước Ông bị đột quỵ Nếu có thể Em đến thăm ông ấy có được không Tôi nhất thời ngay người ra Lời nói của Vũ như chạm tới trái tim tôi Nghĩ lại những tháng ngày ở nhà anh bố anh đúng là rất quan tâm tôi đối xử với tôi rất tốt lại nhớ đến lúc mẹ tôi bị bệnh những ngày tháng cuối đời bà luôn trăn trở vì đã từng làm rất nhiều điều sai trái với ông mà chưa thể chính thức nói hai từ xin lỗi rồi có lúc đau đớn quá tinh thần mẹ không tỉnh táo mẹ luôn miệng gọi tên ông nghĩ đến đây tôi ngàn giọng hỏi bây giờ ông thế nào rồi ông vẫn phải nằm một chỗ chưa thể đi lại bình thường được. Hàng ngày có các bác sĩ đến giúp ông phục hồi chức năng. Tôi khẽ gật đầu. Được, tôi muốn đến thăm ông. Vũ nghe tôi nói vậy, khóe môi anh liền nở ra một nụ cười tươi. Vậy đi luôn bây giờ được không? Anh sẽ đưa em đi. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 13 của bộ truyện Cố chấp yêu người được viết bởi tác giả Trang Bubi. Và chỉ còn một tập truyện nữa thôi thì bộ truyện này sẽ khép lại. Quý vị đừng bỏ lỡ những tình tiết cuối cùng của bộ truyện này bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để được lắng nghe nhé. Còn bây giờ thì chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối ngủ ngon giấc.